Cũng có những lần nó những cơn mưa ướt, nó không có chiếc áo mưa. Nhỏ đó ngồi ôm anh chặt cứng, cà cà vô hơi mềm mềm. Anh chạy trên chiếc rim. Chiếc rim là chiếc giấc mơ đó, quất trúng cho mặt luôn. Trời, nó đen vậy đó em. Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân streamer đồng hành cùng BBT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Hôm nay anh bận quá, nó rất là nhiều việc, có rất là nhiều đại lý, anh quên làm vlog về tụi nó buồn, tụi nó nhắc. Nhưng mà không phải là anh quên, nhưng mà anh có chuyện khó nói, em hiểu không? Anh có chuyện khó nói, có những đại lý anh không biết phải bắt đầu cái câu chuyện vlog như thế nào nữa. Tại vì bây giờ có cái trường hợp thằng kia nó ở Tây Ninh mấy em, nó ở Tây Ninh mà bây giờ tao khó làm lắm. Tại vì á, ngày trước á, trước khi thằng đó nó đến gặp anh á, là những con bầu cũ của anh đó, nó muốn làm đại lý ở dưới rồi mà tao không nhận được, hiểu không? Anh nói thiệt, có chuyện tình cảm, chuyện làm ăn tách biệt mấy em. Cái này dính vô không có được đó. Thứ nhất là tình mới tình cũ nó sẽ xung đột, mấy em đồng ý anh đó không? Mà chưa kể hả, nó nhiều khi nó lợi dụng tình cũ rồi nó mua hàng, nó kêu mình công nợ. Nó nói là khó khăn chưa xây kịp thôi, chuyển hàng tới trên tiền sau. Cứ công nợ nó cứ dồn lên tới tiền tỷ, đòi ai? Nên nó khó lắm, nó từ chối rồi. Anh nói đó, Tây Ninh là vùng đất nghèo lắm, đừng có làm cái này lỗ em ơi. Đừng có làm cái này lỗ. Xong rồi đòi mở phòng gym. Rồi à, vậy anh về, anh không cho em làm sub, anh tư vấn em mở phòng gym đi, em có 200 triệu. Nói không mẹ, 200 triệu mà lo đi làm đẹp đi, 200 triệu mở phòng gym cái gì mẹ. Nó rất là khó xử. Mà cái thằng Isaac Bodybuilding này đó, nó làm ở Tây Ninh lâu rồi, chưa có clip cho nó, cũng ấy nấy. Thằng nhỏ nó ổ kỳ, mình có làm điều sai gì sai với BBT không? BBT không biết ai cho mình. Không phải là nó không biết ai cho em, nhưng mà bây giờ anh sợ mấy con Hà Đông kia kìa. Anh không phải là anh sợ nó, mà anh nói chung là hơi khó xử một chút, hiểu chưa? Nó khổ vậy á, nên giờ không biết sao đây nữa. Rồi xong rồi cái thằng khứa kia đâu mới chụp hình con nhỏ nào đó, nhỏ nào đại diện cho gì? À, cái thằng Isaac Bodybuilding này nó mướn cái con MC gì đó mấy em. Mình mới vừa tậu được một em outlet để tiếp thêm năng lượng trong buổi tập kéo dài rồi đây. Xong rồi về con MC nó chụp hình này nọ kia, rồi không biết khốn nạn nào nó giật cái tích lên. Nó là nhỏ đó bồ tao, nó nhỏ đó bồ anh. Đó, nó có tấm hình nhỏ đó bồ anh. Rồi xong rồi anh cho tiền con nhỏ đó để làm đại lý BBT ở Tây Ninh. Để làm chi? Để gọi là giống như là cái kiểu mà rửa tiền nuôi vợ bé, tức gì đâu luôn á. Cái đó, thằng đó là thằng Tifan của anh không nói nha. Bởi vì bây giờ cái bọn Tifan nó xuyên tạc ghê lắm em ơi. Bây giờ bọn Tifan nó rảnh mà đang dịch giả này, đâu có làm đâu, nhà công ty nó cho nó lay off rồi. Lay off là gì? Là đuổi việc á. Nó ở nhà nó chế toàn là thông tin xuyên tạc về anh không à. Chế anh những cái thông tin cực kỳ phản động. Phản động là tức là đi ngược lại cái suy nghĩ và là gây tổn hại thương hiệu uy tín cho anh đó, kêu là phản động chứ không phải là phản động chính trị nha. Nên nó là như vậy. Thì mày tao biết mà, tao là tuổi trẻ. Cái thời sinh viên của anh á, anh sống anh ngông cuồng lắm em ơi. Bây giờ đỡ rồi đó, chứ hồi xưa anh sống là anh coi trời bằng dung luôn á. Anh là theo tư tưởng Xuân Diệu mà. Tuổi trẻ đối với anh là tuổi trẻ là chỉ có giai đoạn thôi, nên anh phải chơi banh nóc, đúng không? Anh chơi ở đâu mà từ Hòa Thành mà nó lạc tới thị xã. Thị xã xong nó vòng xuống gì Diệp Minh Châu hay Dương Minh Châu gì đó, vòng lên Trảng Bàng luôn á em. Xong nó để phát cuối Gò Dầu, đếm hồi nãy giờ nhiêu năm chỗ rồi đó. Nên Tây Ninh cũng là một vùng đất đầy ắp kỷ niệm của quá khứ mấy em. Bây giờ tụi nó về Tây Ninh nở hết rồi. Xưa học nhau, gặp nhau Sài Gòn này nọ, xào trẻ thôi. Xong rồi cái giờ cái quan điểm của anh đó rồi, kêu về quê không nhận về hết á. Anh là dân, anh đã lên Sài Gòn rồi, sống chết thì phải ở Sài Gòn, đúng không? Về quê là một bước lùi của sự nghiệp, anh không về. Nên đó cũng là một lý do mà anh chia tay với hai ba con ở Tây Ninh. Nhà tụi nó, nhà mặt phố bố làm to mày ơi, đúng không? Anh nói thiệt, quen gái mà nghèo quá nó không quen nổi đâu em. Thời sinh viên mà, quen gái phải vừa vừa thôi, chứ quen gái mà nghèo quá tự nhiên nó áp lực. Nhiều khi tụi em lại chửi anh nữa nè. Nhưng mà cái đó là cái suy nghĩ của anh, tụi em phải tôn trọng chứ, đúng không? Anh sống ra đời miễn anh không hại ai thì thôi chứ. Anh không bao giờ mang một cái gì nó quá áp lực cho người á. Áp lực nhiều quá thở không có nổi. Đó, nên đâm ra sau này ra trường á, cha mẹ tụi nó dọn ổ cho tụi nó trong ngân hàng. Wow. Trong ngân hàng với trong cơ quan này nọ của nhà nước á. Mà tao nói cho mày nghe, tao dị ứng nhất cái đó đó, hiểu không? Cái đó là nó không có thể hiện được tài năng của mình, mà cha mẹ mình dọn ổ cho mình nữa thì mình đi vô mình làm mấy đồng nghiệp nó chửi như chó, nó đâu có nể đâu. Đúng không? Ví dụ như chỗ tụi em làm, tự nhiên mình phải đi thi thấy bà nội luôn, mình phỏng vấn các kiểu vô đậu con cửa kia, tự nhiên ở đâu cha mẹ nó dẫn vô giới thiệu cái nó ngồi làm luôn. Thì tụi em có tôn trọng nhau đó hay không? Đó, nên cuộc sống nếu mà ngày xưa anh chịu một cái chắc giờ cũng làm ông này bà kia rồi đó. Nhưng mà thôi, đó không phải là con người của anh. Nên cái vùng đất Tây Ninh đó, nó có những cái kỷ niệm đối với anh, nó động lại trong anh, nó khắc sâu lắm em. Nên anh vì cái lý do đó đó anh mới chưa thể làm clip quảng cáo cho thằng Isaac Bodybuilding. What the hell? Anh còn nhớ những cái chiều mưa tầm tã chạy trên đường quốc lộ, kêu quốc lộ 2 gì đó, An Sương đâm xuống đó. Má ơi, đường không có đèn. Mà nghĩ sao cái tuổi 19, 20 mà chạy như ngựa vậy đó. Chạy gì tới tận thị xã luôn, đi qua Thánh Thất cái gì đạo với Cầu Đài, Cầu Điếc gì dưới á. Đi qua cái Thánh Thất cái chùa gì to lớn lắm. Nó nói là chùa này lớn nhất miền Nam luôn. Đó, biết vậy thôi. Xong rồi chạy đường vậy đó mà đường vừa xấu mà vừa xa, bữa kia tông trúng chó mực nữa. Trời, nó đen vậy đó em. Anh chạy trên chiếc Rim. Chiếc Rim là chiếc giấc mơ đó, quất trúng chó mực luôn. Đó, nhưng mà tình cảm thì đương nhiên nó có sự khó khăn, nó có sự cực khổ. Việt Nam ngày xưa cũng chưa giàu, bản thân ngày xưa cũng nghèo mà, đúng không? Đó, nhưng mà đổi lại cũng có những lần nó những cơn mưa ướt, nó không có chiếc áo mưa. Nhỏ đó ngồi ôm anh chặt cứng, cà cà vô hơi mềm mềm. Nói chung là cũng được lắm em. Đó, cuộc sống nó có những cái giây phút đó mình nhìn để mình nhớ, đúng không? Đó, mình nhìn để mình nhớ tới này nọ kia, còn xào trẻ dọc đường nữa. Đó. Xào trẻ là nói chung là thôi đó, tới nó nhạy cảm không nói được em. Ví dụ như ăn bánh canh Trảng Bàng đi, đúng không? Bánh tráng phơi xương đi, cứ nghĩ vậy đi đó, uống nước mía đi đó. Chứ có những cái cung đường vắng mà trời nó tối thì tụi bay nghĩ làm gì giờ, chạy xe chứ làm gì. Cứ vậy đó, Sài Gòn với Tây Ninh mà trăm mấy chục cây, tỉnh biên giới mà nó nghèo thấy bà luôn, chả có cái gì ngoài nắng hết. Bởi vì những gái Tây Ninh đa phần đen thui, mà có được cái bồ nó trắng ngộ vậy lắm em, trắng mà hả. Tỉnh nó khổ lắm, ngày xưa Bon Bót, biết Bon Bót không? Bon Bót nó cũng bữa cái tỉnh đó chứ tỉnh nào. Nó qua biên giới nó quất trời, năm 88 năm đó năm bồ đẻ nữa. Ủa anh thời sinh viên anh có nghiệp hay sao em? Anh quen rồng không à? Cái lứa 88 đông lắm. Trời đất ơi, tới hồi nó ghen tuông nhau mà thôi. Nó ghen nhau kể mẹ phải, nó mắc cười luôn á. Tự nhiên đang quen nhỏ này. Đó. Xong cái vô trường say nắng nhỏ kia. Rồi cái nhỏ này không biết mình đang giấu mà nó đem sách tới cho mình nữa, mình quá quên sách. Nó đem sách tới cho mình, nó đưa tận tay cho mình ra cửa hồi vô gặp nhau cái lượt. Má lúc đó là phải có chiêu là cãi cho trắng án nha em. Phải có chiêu cãi cho trắng án luôn. Nói chung là thôi, chuyện đó chuyện quá khứ, chuyện ngày xưa, chuyện học hành thì anh không muốn nói nhiều nữa, nói nhiều mất công. Cái tuổi học sinh tụi em là vô sồn sồn anh ơi, chỉ em chí cái kiếp này cái kiếp kia nó mệt lắm. Khổ lắm. Đó, giờ nói chuyện giờ. Nói chuyện bây giờ là ở Tây Ninh á. Anh có một thằng đại lý, nó tên là Isaac Bodybuilding. Mà nó nằm ở một cái con đường mà anh rất đau buồn luôn. Bởi vì anh mới không làm clip trong đó là vậy đó. Hồi nãy là chuyện tình cảm, bây giờ tới chuyện bạn bè. Cái con đường thằng đó làm tên là đường Hoàng Lê Kha. Đúng không? Mấy em biết đường đó không? Ở Tây Ninh đừng nó không biết đó. Nhưng mà ở Tây Ninh nó còn một cái trường gọi là trường chuyên Hoàng Lê Kha nữa. Cái này bạn phải bồ nha, nói rõ ràng nào bồ, nói bộ, nào bạn, nói bạn. Này anh biết thôi, nó là bạn con bồ anh. Đúng không? Nên là gọi là bạn, đâu gọi là bồ được. Đó, con nhỏ đó thi đại học đậu Pháp 1 luôn, trường chuyên nó giỏi mà, Pháp 1 luôn. Nhưng mà ngày con nhỏ đó nhận được kết quả thi đại học là ngày con nhỏ đó nhận được một tờ giấy xét nghiệm luôn. Ung thư máu nha, ung thư máu nó kéo đi trong vòng mấy mươi ngày thôi, rất nhanh, rất trẻ. Buồn không em? Thường nó gì cũng phải lâu lâu có giai đoạn để một cái đi luôn. Cũng cái trường Hoàng Lê Kha mà thằng đó mặt bằng 30 tháng 4 mày không mua, mày không đặt, mày cách mạng tháng 8 mày không đặt, mày đặt ngay con đường Hoàng Lê Kha làm chi? Mà không lẽ giờ đặt giờ cản nó, đúng không? Bữa đó nó nhắn tin anh, nó nói là thôi em chọn Hoàng Lê Kha, anh giá tiền cũng được này nọ, em đi com sticker là cũng đẹp. Anh chỉ biết không bàn ra cũng không bàn vô. Và cái shop của nó bây giờ nằm ở Hoàng Lê Kha đó. Đó. Và cái team của thằng này là một cái team trẻ tuổi, nó cổ động với 4-5 thằng gì đó mệt lắm. Mà trẻ giống nó không à. Nó con thằng Kho, thằng này thằng kia, nói chung nó làm ăn cũng tương đối là bài bản. Nó danh số thì thằng này nó chơi kỳ lắm em. Thằng này nó còn cái ở Biên Hòa nữa nha. Thằng này nó được anh ưu tiên cho hai chỗ. Nó còn cái Biên Hòa nữa. Nhưng mà cái trong ngày hôm nay á, thì anh chỉ nói về, anh giới thiệu cho em nhẹ nhẹ thôi chứ nói nhiều mà không nói quảng cáo cho nó. Anh nói nhẹ thôi, anh có một cái đại lý BBT ở Tây Ninh. Đó, đại lý thiệt luôn, xịn luôn, có hợp đồng contract đàng hoàng. BBT bảo kê luôn, nằm trên đường Hoàng Lê Kha, địa chỉ nhiêu quên bà đó rồi, nhớ không nổi. Đó. Nhưng mà nhắc tới Tây Ninh á, là nhắc tới những kỷ niệm buồn, đúng không? Tại vì anh có 5 con bồ của Tây Ninh, 5 con luôn. 5 con quen vòng 4 năm, có một con ruột quen hơi lâu. Tức là trong vòng con ruột có quen con ruột chính, có quen con ruột thơ nữa. Nói chung là mày không trách tao được, tao đàn ông mà, đúng không? Anh đàn ông mà, anh đẹp trai, anh ga lăng nữa, đúng không? Tập gym 6 múi nữa. Nói chung là nhiều điểm lắm em, khó nói đó. Nó những cái câu chuyện mà trong đó anh kể em nghe, con nhỏ kia từ năm 16 tuổi, 16 tuổi thôi nó mê em rồi. Lúc đó anh là 18 tuổi. Mẹ Trinh, lúc đó anh 19 tuổi, trên nhau 3 tuổi. Mà anh, nó nhỏ xíu mà nó mê anh. Nhưng mà con ở dưới nó ăn uống đầy đủ nên cái gọi là 16 nhưng mà ngoại hình như 20 vậy nha. Wow. Tao nói thiệt, cái thời trẻ tao quen toàn là tin không mà mày. Cái thời của tụi tao nó khác thời tụi mày. Bây giờ là 13 tuổi banh bè hết rồi, khỏi bàn. 13, 14, 12 gì đó, nắp rồi banh sát rồi, không bàn nữa. Nhưng mà thời của anh nó 18 nó còn được mấy em. Thêm cái nông thôn nữa. Lên đây đại học gặp tao hốt, đặt tên là gì? Chàng đẹp trai ship gạch si tình, nít Yahoo, sát gái một thời luôn em. Cứ mà em nào lên Yahoo gặp anh webcam, anh web sao ra 5 đứa đó luôn. 5 mà mỗi con quyện, con còn thị xã nữa. Thôi đó là chuyện ngày xưa, kể lại cho nó vui bầu không khí của dịch Covid thôi mấy em. Chứ bây giờ tụi nó thì cũng là mẹ với đứa nhỏ hết rồi, cũng quắt hết rồi, không bạn nữa, cũng không còn liên hệ nữa, đúng không? Nhưng mà cũng có người thì biết anh ta rồi, cũng tương đối là nga rẽ cuộc đời, cũng thành công trong sự nghiệp, đi theo hướng game, không đi theo hướng IT này nọ kia, cũng có ý định hợp tác rồi xúc xiết rồi game gũng này nọ kia. Nhưng mà đối với anh đó, thôi kệ, cái gì qua đi thì để là kỷ niệm, đúng không? Cái gì qua đi đó để là kỷ niệm. Chứ bây giờ anh như vậy rồi mà quay lại hợp tác mất công mà xào chẻ những đêm mưa nữa thì nó dẫn ra những kịch bản khác, nó làm cho anh lệch lạc, lệch hướng đi. Lúc đó phải giải quyết, khắc phục hậu quả nữa, người mới người cũ hiện tại bây giờ nữa em, đúng không? Bây giờ nó cuộc sống của anh có những người mới của anh, một người thôi nha, có những cái vụ mà là nghe để vậy thôi nha, đừng có suy nghĩ nhiều nha mấy em. Còn bây giờ người ta cũng có gia đình của người ta, đúng không? Hoặc là sắp có gia đình của người ta. Ví dụ nhỏ nhất giờ năm nay nó cũng 25 tuổi rồi, nhỏ nhất bầu anh cũ hồi xưa năm cũng 25 tuổi rồi, con lớn nhất thì chắc 31, 32 gì đó. Trong cái lứa đó 4-5 năm. Thôi giờ fan nào ở Tây Ninh đó thì chịu khó ủng hộ giùm nha mấy em, ủng hộ giùm đi, rồi ủng hộ giùm đại lý ở đó đi. Rồi mốt ngày đẹp trời anh lên núi Bà Đen anh chơi. Núi Bà Đen anh đi cách đây là khoảng chừng 15-16 năm rồi đó. Cái núi Bà Đen leo được nửa núi mỏi chân quá. Bây giờ nghe nói con nào đầu tư phải không? Cái núi Bà Đen tụi em đó, nghe nói con nào về dưới đầu tư rồi có cáp rồi, đúng không? Thu hút du lịch này nó, đúng không? À rồi thôi giờ điểm so cho Tây Ninh nè, nó có đường sắt, đường cao tốc Mộc Bài, đúng không? Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài của Tây Ninh đó. Nhưng mà tới năm nào xong thì chưa biết. Nó có dự án nữa, yên tâm, dự án mở rộng quốc lộ 22. Quốc lộ 22 bây giờ mở rộng ra, nói cao tốc, cao tiết gì đó tùm lum, dự án cũng nhiều lắm. Chừng nào xong thì cũng không biết luôn nha. Mà bây giờ nói về dân cư thì nó có khu dân cư ở Tây Bắc thành phố, đó là Củ Chi, đúng không? Chắc Tây Ninh của em cũng, Tây Ninh cũng được ăn thêm miếng farm. Đó, thay đây nhân dịp video này anh đang chia sẻ bầu tâm sự của chuyện quá khứ. Anh mời mấy em nào fan Tây Ninh của anh từ xưa tới giờ á, hoặc là mới biết á, bữa nào ghé THOL chơi nha mấy em. Mua vài hũ súp rồi gặp idol chụp hình check in này nọ làm kỷ niệm. Cuộc sống mà mấy em, công việc ai cũng có hết đó, giàu nghèo mấy đồng bạc cắt, đúng không? Mình phải có những tấm hình để mình làm kỷ niệm. Sau này có ghét nhau chửi nhau như chó nhưng mà lôi tấm hình ra nhìn, à thôi kệ mẹ, chuyện gì cũng bỏ hết, đúng không? Chị dừng bỏ hết, tình nghĩa anh em là trên hết. Vậy nha mấy em, thôi cảm ơn mấy em theo dõi video. Hay thì share và like đi ba. Cưỡi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.